Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhé. Ngày mới Duy chúc tất cả các bạn vui vẻ. Hôm nay Duy sẽ làm cái clip về hướng dẫn anh em tạo tài khoản iCloud miễn phí 100% đều thành công nha các bạn nha. Để những ai chưa biết tạo thì có thể xem video mình tham khảo để tạo nha. Còn những bạn nào biết tạo rồi thì thôi, coi như là xem ủng hộ mình. Đó. Rồi, các bạn đang ở màn hình chính này, các bạn đã mở cài đặt các bạn lên này. Đó. Các bạn nó ra như này, các bạn ấn vào đăng nhập vào iPhone này, thiết lập iCloud và App Store và tài khoản này, các bạn ấn vào nó này. Đây, cái này là tài khoản mình chưa tạo. Đó. Nó ra như này thì các bạn ấn vào bạn không có ID Apple hoặc đã quên. Các bạn ấn vào dòng tạo ID Apple. Đó. Nó ra như này. Các bạn chọn ngày sinh nha. Ngày sinh các bạn phải trên 18 tuổi là được. Đó, các bạn ấn tiếp theo này. Rồi, các bạn nhập họ, tên các bạn là mình họ Nguyễn. Nên mình nhập Nguyễn nha. Các bạn tên gì, các bạn nhập vào. Đó. Các bạn ấn tiếp theo. Rồi các bạn nó ra như này. Các bạn ấn nhận MI iCloud miễn phí này. Còn bạn nào có MI ấy, thì sử dụng MI, còn mình không có MI thì mình nhận MI iCloud miễn phí nha. Đó, nó ra như này, các bạn nhập này. Của các bạn nhập tên của các bạn vào. Ví dụ mình nhập là như này. Đó. 2000. Đó, rồi các bạn ấn tiếp theo này. Rồi các bạn ấn tạo địa chỉ email này. Rồi, mật khẩu của các bạn không giống được cái tên vừa rồi vừa nãy của các bạn vừa tạo là tạo miễn phí đó nhá. Các bạn phải mật khẩu các bạn phải khác với cái đó. Đó. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu này. Chữ đầu tiên các bạn phải viết hoa, mật khẩu ít nhất phải có 8 ký tự bao gồm một chữ số và một chữ hoa và một chữ thường. Đó. Các bạn đọc như thế là các bạn hiểu. Đó, mình sẽ nhập là chữ đầu tiên này. Đó. Chữ đầu tiên mình viết hoa này. Đó. Đó. Các bạn nhập hai dòng bên dưới giống nhau nha. Đó. Rồi, các bạn ấn tiếp theo này. Đó, giờ các bạn nhập số điện thoại này. Đó, bây giờ mình sẽ nhập này, 033 này, 459 này, 1920 này. Đó, các bạn ấn tiếp theo này. Đó, bây giờ mã nó sẽ gửi đến. Đó. Bây giờ nó vào. Bây giờ nó ra như này. Các bạn không cần xem gì hết, các bạn ấn đồng ý này. Đồng ý này. Đó, bây giờ nó đang đăng nhập vào iCloud. Đó. Các bạn chờ nó đăng nhập. iCloud nó đây. Đó, các bạn ấn hủy này. Đó, các bạn nhập mật khẩu iPhone vào các bạn vào. Đó. Rồi các bạn chờ nó nha. Đó. Vậy là nó đã vào thành công rồi. Đó, nó vào như này, các bạn muốn nó liên kết với iTunes App Store luôn thì các bạn ấn vào này. Tiếp tục này. Đó. Nó đang đăng nhập vào đó. Rồi. Các bạn tạo xong như này, các bạn vẫn chưa có thể là
là tải những ứng dụng trên iTunes App Store ra được. Đó, các bạn phải xác minh. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xác minh để tải về luôn nha. Đó. Đây các bạn mở App Store ra của các bạn lên này. Đó, nó bảo chào mừng đến với App Store ra này. Tiếp tục này. Rồi, các bạn tìm ví dụ là Zalo chẳng hạn. Đó, các bạn tải về nhá, ấn nhận đây. Các bạn ấn nhận này. Rồi các bạn chờ nó này. Đó, nó ra như này. Các bạn ấn cài đặt này. Các bạn nhập mật khẩu nãy vừa tạo tài khoản này vào. Mình sẽ nhập nhé. Đó, các bạn nhập, đăng nhập. Đó. Đăng nhập rồi. Đây nó bảo ID Apple này chưa được sử dụng. Trước đây iTunes sắp App Store ra. Chạm vào xem xét. Các bạn ấn xem xét này. Rồi bạn chờ nó load này. Đó, nó loát như này. Các bạn ấn đồng ý với tất cả điều khoản, điều kiện này. Rồi các bạn ấn tiếp theo này. Đó. Ra như này, các bạn nhập như mình nhá. 204 này. 204 này. Thành phố này. Bạn nhập 204 này. Cái này các bạn nhập y như mình nhá. Đó. Rồi các bạn nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi ấn tiếp theo. Rồi, ID Apple của bạn đã hoàn tất, giờ bạn có thể dùng sử dụng. Rồi nó tiếp tục này. Đấy nha, bây giờ mình sẽ tải lại cho các bạn xem nhá. Xem tải được chưa nhá. Rồi, các bạn nhập lại mật khẩu này. Đó, các bạn đăng nhập này. Bạn đăng nhập này. Đăng nhập lại nhé. Đó. Rồi. Xem nó có đã tải được chưa nha các bạn nha. Nó bảo luôn yêu cầu thì các bạn ấn luôn yêu cầu hoặc yêu cầu sau 15 phút. Nó mình ấn yêu cầu sau 15 phút. Đó. Phải đã tải thành công nha các bạn nha. Đó. Rồi, bước tiếp theo các bạn muốn tài khoản iCloud của mình được an toàn thì các bạn ấn vào đây để tên em xuống mật khẩu bảo mật đây. Các bạn ấn vào. Đó, các bạn ấn vào xác thực hai yếu tố bật nhá. Đó. Đó, vậy là video của mình hướng dẫn anh em tạo tài khoản iCloud đến đây là kết thúc nha. Bạn nào nếu thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực ra những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.